Xin chào các bạn, hôm nay Phụ Kiện Giang Cốc sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu lều tứ bung dành cho 3-4 người. Và đây là thương hiệu lều tứ bung cao cấp Camel. Lều này có chiều dài 210cm, chiều rộng là 155 và chiều cao là 135. Tổng trọng lượng lều là 2,6kg. Và bây giờ mình sẽ bung lều để hướng dẫn cho các bạn cách bung lều và xem diện tích bên trong lều như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ dựng lều lên. Các bạn trải lều ra, sau đó xòe bốn góc. Xòe bốn góc của bốn chân lều ra. Khi mà các bạn xòe hết bốn góc ra ấy, thì lúc mà mình bung lều lên á, nó rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ bung lều lên. Lều này có màu xanh, thiết kế viền vàng ở bên ngoài rất là đẹp. Sau khi bung lều lên, các bạn gắn và duỗi các khớp ra với nhau, duỗi thẳng các khớp ra. Sau đó bạn sẽ ấn cái nút ở phía trên nóc lều. Phía trên nóc lều có một cái nút ấn tự động, các bạn ghi nó xuống. Và bây giờ mình cùng xem thiết kế bên trong lều có gì nhé. Lều này được thiết kế gồm có một cửa chính và ba cửa sổ. Tất cả các cửa đều có một lớp vải chống muỗi, chống côn trùng cao cấp. Riêng đối với cửa chính được thiết kế hai lớp, lớp vải lưới ở bên ngoài và một lớp vải polyester ở bên trong. Lều du lịch Camel thiết kế khung lều bằng nhựa cao cấp, vừa có tính năng đàn hồi, vừa rất chắc chắn. Các khớp nối trơn tru, linh hoạt, dễ dàng cho các thao tác dựng và thu lều lại. Chiếc lều này còn được bảo vệ chống thấm nước tuyệt đối bởi hai lớp vải. Lớp vải bên trên lều được làm từ vải polyester và lớp vải đáy chống nước, chống ẩm cao cấp. Với những hướng dẫn vừa rồi, mình tin rằng chiếc lều Camel là một vật dụng rất là hữu ích cho chuyến du lịch sắp tới của các bạn. Các bạn có thể truy cập vào website phukiengiaogoc.vn để tham khảo và đặt thêm những mẫu lều mà các bạn thích nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ.